Cuối tuần được gặp gỡ một diễn viên hài thật là sảng khoái đúng không ạ? Và để quý vị thêm phần sảng khoái và thư giãn hơn, trong phần cuối chương trình chúng ta sẽ cùng đắm mình trong không gian kỳ vĩ của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây có nhiều cảnh quan thiên nhiên làm say đắm lòng người như là danh thắng Mã Pì Lèng, hóa thạch Huệ Biển, hang rồng, các lễ hội truyền thống. Và đặc biệt là sắp tới thì du khách trong nước và quốc tế còn có thể lựa chọn chèo thuyền trên sông Nho Quế. Đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua mỗi khi tới cao nguyên đá. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào sáng Chủ nhật tuần tới. Mã Pì Lèng, cung đường hình thành vòng vèo quanh lưng núi. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là hẻm vực sông Nho Quế, hẻm vực sâu và hùng vĩ nhất của khu vực Đông Nam Á. Giữa nơi hoang dại heo hút, một con sông vắt mình vào sườn núi và vực sâu, mang màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Ánh lên những mảng màu sáng tối của núi rừng hầu hết tất cả các mùa trong năm. Dòng sông Nho Quế lúc dữ dội, lúc dịu êm, nhưng dù trong hình thái nào thì nó vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa giữa miền hoa đá đại ngàn, đem lại cho du khách những cảm xúc rất khó tả. Đây là lần đầu tiên mình đến Hà Giang, thì đi lên cao nguyên đá thì mình thấy nó rất là đẹp. Đứng từ trên cao nhìn xuống sông Nho Quế thì mình cũng muốn được xuống sông để coi tận mắt cảnh, thì nó thực sự rất là đặc sắc luôn, nó rất là lạ luôn. Ở đây trên đây là cao nguyên đá rất là cao mà nó lại có sông Nho Quế. Tất nhiên thì em sẽ đến Hà Giang thêm một lần nữa. Đi trên cao nguyên đá hùng vĩ, ngắm những cánh đồng hoa tam sắc mạch bát ngát, những nhánh hoa bạc hà tỏa hương hay những ruộng bậc thang làm say đắm lòng người. Sông Nho Quế đã đi vào huyền thoại và trở thành biểu tượng của cao nguyên đá Đồng Văn, trở thành địa điểm tuyệt vời cho những người đam mê thể thao mạo hiểm. Khi qua cái hẻm thì có những cái luồng gió của nó là cũng rất là bất ngờ, mà nó tạo cho mình những cái cảm giác rất là lạ. Và cái sông nước, và nhất là cái màu nước của cái sông Nho Quế thì nó đẹp một cách lạ thường, tôi không chưa gặp ở đâu cả. Năm nay, nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội hoa tam sắc mạch lần thứ tư, huyện Mèo Vạc đã tổ chức giải đua thuyền sông Nho Quế lần đầu tiên. Chèo thuyền, du thuyền trên sông Nho Quế đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ cho du khách trải nghiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh sông Nho Quế thơ mộng cũng như hẻm vực tu sản đến với du khách trong và ngoài nước.